Chị Diệp giúp em bóc nào. Đồ chơi xúc cát mua để làm gì hả Sonic? Ở ngoài bãi biển. À, ở ngoài bãi biển à? Thế mình bảo bố là cho mình đi biển để Sonic xúc cát nhá. Vâng ạ. Đồ chơi của Sonic đẹp thế. Ông bố 32 tuổi. Ông bố 32 tuổi. Nào, có một cái cả... à đấy. Vâng. Hơi to vai một tí. Ui, một cái cào cát này. Cái xúc cát. Một cái xúc cát này. Ớt, cái con tra viện. Con tra viện này. Mua để sao biển với cái vỏ ốc này. Xong rồi nhá, Nick nhìn này. Khi đi biển nó xúc cát này bỏ vào đây này. Xong rồi nó chảy, ống nó chảy xuống thế này này. Nick ạ, vui cực. Ôi, mà mình đi ra xúc cát đi. Mai, bộ này mai để bố đưa đi biển rồi chơi nhá. Mẹ học năm 6. Đây bỏ cho. Tao, tao. Cái bộ này con trẻ đi đá sửa trở nên đi nha. Tao. Cao, chứ phải tao. Tao. Lại thêm một cái xe xúc nữa mà bạn Sonic, thực ra bạn ấy đã phải có đến chục cái xe xúc rồi. Chục cái xe xúc màu này. Như này. Đúng là bó tay luôn. Bạn Sonic cực kỳ mê các loại xe máy xúc. Đó. Tôi xem mình một tí nha. Mình được mẹ mua chơi bộ làm kem ở đất tặng này. Con chơi rồi. Được rồi, đợi một tí. Đây, con vào ngồi chơi với chị. Xe mất chị rồi. Ngồi sang bên này. Nào, che mất chị rồi, tí nữa phải cho chơi. Màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu trắng, màu nâu. Ngoài ra thì ở đây mình có một cái này để vừa thể bộ kem này. Mình có cả cái mấy cái... Này, từ từ. Cái này là cái gì? Giấy để gói à? À, còn đây là cái lăn. À, lăn. Làm. Đây là cái khuôn để làm ốc quế. Này, từ từ. Đây là cái khuôn để làm kem. Đây là cái đấy. Đây là các cái hình để trang trí. Đây là cái hình. Còn cái này là để cắt. Đây nè, Sonic gần như biết dùng. Ừ, thế Sonic cũng biết dùng à? Mẹ ơi, mẹ mở cho con. Đợi tí, chị Diệp mở cho. À, chơi như vậy à? Mẹ bóc cho con. Trong hộp còn gì nữa không? Không còn nữa mẹ. Để con xem nữa. Nó còn một cái. Ở hai cái này. À, mẹ hai cái que à. Kẹp vào như thế này nè. À. Thế giờ đi muốn chị làm kem màu gì nhỉ? Màu kem. À, thế chắc là mở cái này ra để lăn. Đợi một tí, mở. Từ từ. Mẹ. Từ từ đi coi. Cầm bóc rồi. Để chị bóc cho. Nè, dạ con cà. Nè, nó nhìn nè, nhiều hình chưa. Mở ra. Wow. Rất đẹp đúng không? Đẹp bóc. Đây, để chị làm. Nhìn thích que kem hay kéo quế. Ừ. Nào, từ từ. Đây, làm cho. Kem thì dâu nhá. Kem sô-cô-la. Ừ. Được rồi, được rồi. Nhìn màu con ngoạc ra kinh cực biết ạ. Mẹ mùi thơm phết đi mẹ. Đi chơi cá đi. Người lát chị làm kem xúc. Ông cho tôi cho ăn ít hạt đi. Đổ nó ít hạt đi.
không ra đây. Cái này rất trơn, mình không sợ. Thế này nhị thứ em là khách hàng mà. Thì là em đưa cho cái que kem còn gì. Từ từ, chưa xong. Mẹ đeo cái nó. Con này này. Con này cái này cô. Cho bóp. Nè nè nè. Cái này là bộ của chị cơ mà. Đi nhìn chị Diệp làm thế nào đã. Mẹ bóp đồ cuốn đi. Xem chị Diệp làm tí đã. Mẹ bóp. Mẹ bóp. Que đây. Bóp đi. Bóp đi. Từ từ xem chị Diệp làm đã. Cứ kệ nó, những cái kia cắt ra. Ồ, đẹp ghê. Nè. Cái que cắt đâu? Que cắt đâu? Đây, que cắt đây. Cắt Sonic cho chị mượn. Mẹ ơi. Đợi tí xem chị Diệp làm cái kem que đã. Đây là kem sô-cô-la. Ôi, đúng là một cái kem sô-cô-la rồi. Bây giờ chị ý trang trí nhá. Wow, cắt giỏi thế. Trời lăn. Quân đây. À đây, em lăn là đúng rồi, em lăn là đúng rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Em định là xúc xích. Đang làm kia. Wow, giỏi thế. Khéo nhỉ. Nào, giờ chị làm cái ốc quế nhá. Này, em làm đúng hơn chị Diệp nhá. Em lăn xong em mới bỏ vào khuôn nhá. Như con nhìn trên bộ hướng dẫn phải bỏ vào xong mới lăn. Không dính đâu các bạn ạ. Nhưng mà mỗi lần một mặt trên cho... kia nữa, một mặt kia nữa đấy cơ. Để cho vào cái gì để kín kín chứ không là chào thu chưa. Ừ, thì... Đứa nào chào thu chưa? Em chào bác. Diệp chào thu chưa? Dạ bác. Nick nó đang mãi là YouTube đấy mà. Nick phải để cả hai mặt thì mới được. Cái gì của bác đây? Đang đâu vậy? Cái gì của bác đây? Con đang lên đồ bác của anh. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Bác có cái đính vàng nào? Làm sao con? Bác có đính cái kem vàng nào? Con dính cái kem vào nhau. À, đúng rồi. Ừ, được rồi. À, giỏi nhá. Làm kem giỏi nhá. Bán cho bác một cái nào. Vâng, không, cháu muốn làm chúng ta đi. Ôi, đẹp quá, thế là ra cái kem. Đấy, ra cái kem thật rồi, bóc cái tiền. Bóc cái viền ra con. Hai tiền là bằng nào? 2.000 nhá. 2 tiền là 2.000 à? Nào, trả tiền. Lấy 2 cái là được 2 tiền làm gì? Bóc cái này cho con. Sao? Đây, con cắt cái diềm thì con lấy con dao, con cắt cái diềm thì con. Phải cắt cái viền ra thì nó mới đẹp được. Mẹ bóc. Này, giờ mẹ bóc cho em này. Làm kem ốc quế đi nè. Mẹ bị bóp nè. Nó khoái sở rất thích của chị. Ốc quế. Tăng. Bây giờ làm kem. Kem màu gì đấy? Mình sẽ ăn kem vani. Thôi mình ăn kem dâu vậy. Oops. Nào. Đây là cách sử dụng để làm được kem. Đây. Nào, nó khá là đơn giản thôi. Đây, cắm như thế này đúng không? Thì mình phải để nó ở đây. Nào, cơ việc cho đây. Để cái này ở dưới. Ta xem.
chắc là cái này hình như mình được kem rồi. Chắc phải cho cái ô ô ô là nứa rồi. Đây này, nó bị lệch cái que đây này, cho nên là nó không ấn được vào đây này. Mà cho cái que nó vào đúng giữa này. Còn đây là kem chuối à? Kem chuối chị ạ. Chị sẽ tự nặng bằng tay luôn, tự thân vận động. Rồi xong rồi. Ô ô. Đây không phải là kem ốc quế, đây là kem que con ạ. Kem que. Ốc ấu. Như con nèn này nè. Ta, kem ốc quế bị dâu đây, cực kỳ ngon. Kem ốc quế của chị Diệp. Mời quý khách ngoại vô, ngoại vô. Bây giờ mình sẽ trang trí thêm một ít topping sô-cô-la. Mấy cục sô-cô-la. Mẹ bóc màu trắng cho cô ạ. Bóc màu trắng. Này đừng đọc vào màu trắng tinh khiết chứ. Nơi màu trắng màu vàng. Đâu đây. Đây bạn Sonic rất là khéo nhé. Chắc mình phải cho nhiều hơn cái này chứ. Thành kem hai màu à? Không được, nó lẫn màu của chị Diệp. Chị chủ đấy. Không, không dùng kem hai màu được. Nữa. Làm kem của. Nặng đó. Đất ạ. Mách, bắt đầu mách. Cho que vào đi con. Đây. Đây. Đạt hiểu. Này, sao lại kem lẫn lộn vậy? Mua cho bộ khác. Cô con đi lấy cơm cho con này. Không ăn bảo rồi. Ủa YouTuber làm cái kem gì mà to, siêu to khổng lồ vậy.
kiếm đúng không? Siêu to khổng lồ không ấn được. Nhiều màu nữa chứ. Siêu to khổng lồ sao không thể ấn được. Kẹp vào đi con. Sao vậy? Dứt ra. Dứt ra. Dứt màu thôi con. Dứt màu ấy thì nó dứt vậy. Con rất dễ để cho nó không bị to nên. Không bị to nên cái thằng ngọc miếu vọng nơ này không bị to nên. Không bán hạt muồng. Dạ. Không ạ, nó không bán cái hạt muồng. Tìm chả có. Chỉ chơi cát khô rồi. Chứ nếu có hạt muồng thì quay cho nó chơi trong nhà như này này. Bà bán hàng nó chơi. Thì em nhà bóng ngày xưa cô Trang mua ấy. Mà không thấy ạ. Bán trên Shopee thì mười mấy nghìn một cân đấy ạ. Nhưng mà tiền ship đắt vì nó nặng. Tại 1 cân thì chả đáng bao nhiêu cả. Mua thì phải mua 5 cân hoặc 10 cân. Thì chỉ hơn trăm thôi, nhưng cái tiền ship thì lại đắt ngang với lại tiền đấy không. Vì nó nặng. Đang lên Facebook hỏi Nam Định có hàng là sao. Lần trước chị nhớ Huê nó hỏi là không có. Không thấy hạt muồng. Đang sẵn cái hạt muồng đấy ạ. Thằng này nó có đồ chơi, nó ngồi đấy nó chơi ngoan mà. Chị chiều được đi mua xăng đan mới mà chị còn tị với em. Em phải toàn dùng đồ cũ của anh tin. Còn chị mua chưa? Chưa, nó đông quá. Chợ nó đông ấy, đúng cái tầm đấy người ta đi làm về, người ta đi chợ ấy. Tí nữa phải 2-3 giờ chiều cái tầm không ai đi chợ. 4-5 giờ thì lại đông. Nhưng mà 2-3 giờ thì lại không ai đi. Chợ nó vắng. Ngon quá. Thơm quá. Kem siêu to khổng lồ à? Thơm không Sunny? Thơm quá. Ăn ngon không? Đâu, ăn thử mẹ dân nào. Để trong tủ lạnh thì không tan được. Thế Nick ăn thử với xem nào, xem có ngon không? Một cái kem siêu to khổng lồ. Thái độ quay YouTube hết sức nghiêm túc. À, kem siêu to khổng lồ của Sunix này. Nhìn khổng lồ. Khổng lồ. Khổng lồ. Để đây. Để không ra được. Ơi.